Theo Sở Công Thương, đến nay thì sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật 350 doanh nghiệp với 2.082 sản phẩm. Hiện lượt truy cập trung bình vào website của sàn thương mại điện tử tỉnh đạt 876 lượt trên mỗi tuần, lũy kế 53.471 lượt. Sở Công Thương cũng đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở ngành về kế hoạch triển khai quyết định số 1968 ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch khung giai đoạn 2020. -20